Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua và rất nhiều các anh trai về đây báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tin để tìm vợ. Đặc biệt nhiều câu chuyện phải nói rất thương tâm. Mới đây nhất thì anh em hiệp sĩ Bình Dương lại tiếp tục ghi nhận một thông tin. Một anh trai về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đã đăng tin tìm vợ và đặc biệt là vợ chồng vẫn còn đang sống với nhau và có giấy kết hôn. Nhưng mà vợ đã lừa chồng ôm rất nhiều tài sản đi, đến giờ phút này đi theo một người đàn ông khác. Hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm về rồi. Hiện nay câu chuyện là đã được hai bên gia đình giải quyết. Thì hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin. Đây là gọi là nhân vật tiếp theo. Nhân vật này phải nói là nổi như cồn ở trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua, phải nói hơn một năm qua. Đây là anh Nguyễn Trọng Du. Đó, sinh năm 1981, nguyên quán tại miền Tây. Trước đây là anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm, lần này là lần thứ ba rồi. Đó. Bởi vì trong cái câu chuyện của anh chia sẻ thì thực sự là rất thương rất nhiều cô chú anh chị, phải là rất nghẹn lòng, rất thương anh. Và đặc biệt là không hiểu lý do nào đó mà người vợ gọi là cố tình gọi là âm mưu lừa anh trai này, đến giờ phút này không còn một tài sản nào hết, dù rằng đang là một ông chủ. Có nghĩa là cái câu chuyện này có lẽ là rất dài, có thể chia sẻ lên đây cũng là một bài học dành cho tất cả các anh, các chị, các cô chú, thậm chí có vợ, có chồng đăng ký kết hôn mà đang chung sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng đến giờ phút này nhiều câu chuyện là không ai ngờ được, đúng không ạ? Bởi vì không ai ngờ được cả chính người vợ mình đã lừa mình, vợ mình chung sống với mình, đến giờ phút này vợ đẩy ra mình gọi là mất nhà, mất cửa, mất con. Đến giờ phút này bao nhiêu năm công sức, đến giờ phút này anh trai không còn một cái gì cả. Thì hy vọng là các cô chú anh chị xem video này để ngẫm về cuộc đời. Đến giờ phút này con người ta thay đổi một cách chóng mặt. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn theo dõi hết video này. Dạ, xin phép chào anh trai. Anh có thể giới thiệu lại cho các cô chú anh chị trên video đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương biết là anh họ tên đầy đủ là gì. Em tên Trần Đại Du, sinh năm 81. Hiện tại sống khu phố Quốc Hải, Thái Hòa, Tân Nguyên, Bình Dương. Ngày 26 tháng 8 năm rồi là vợ bỏ đi dẫn theo ba đứa con. Đâu giờ cũng giáp năm rồi mà em chưa tìm được, em lên nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp giùm em, cho em biết là mấy đứa con đang ở đâu. Anh có thể anh giới thiệu là nguyên quán anh ở đâu? Nguyên quán của em là ở An Giang. Em lên Bình Dương là em nhập khẩu về Bình Dương năm 2010. Bây giờ được mười mấy năm rồi, hiện tại khu phố Quốc Hải, Thái Hòa, thị xã Tân Nguyên, Bình Dương. Trong thời gian trước anh về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ, đặc biệt là tìm ba người con. Dạ, anh có thể giới thiệu là vợ anh họ tên là gì? Dạ, tên Quang Thị Bích Hồng, sinh năm 1982. Nguyên quán? Nguyên quán Cát Chinh, Phù Cát, Bình Định. Dạ. Còn ba thằng trai thì Trần Quốc Việt, sinh 2013. Gái thì Trần Nữ Như Ý, Trần Nữ Như Ý 2015, Trần Nữ Cát Tường 2021, ba đứa, vợ dẫn đi hết. Anh cho mọi này, anh và vợ anh ấy có đăng ký kết hôn không? Có đăng ký kết hôn 2014 tại Thái Hòa, Thanh Nguyên, Bình Dương. Dạ. Anh và chị, và gọi là vợ của anh ấy, là Phan Thị Bích Hồng đúng không? Vâng, Thị Bích Hồng. À, Vân Thị Bích Hồng là có ba người con chung. Dạ. Yeah. Là cùng họ của anh. Dạ. Yeah. Đúng không ạ? Là chính thức là hai vợ chồng đăng ký hôn với nhau. Dạ. Yeah. Anh có thể chia sẻ lại một cái câu chuyện để cho các cô chú anh chị, mọi người xem và ngẫm và hiểu rõ câu chuyện này và hiểu sâu hơn cái câu chuyện này. Anh có thể anh giới thiệu là trước đây anh ta từng có vợ chưa? Trước đã có vợ ở An Giang, gần nhà quê đó. Rồi hai đứa đổ vợ mới lên Bình Dương gặp vợ này 2008, thì sống tới 2021 là vợ bỏ đi, mới dẫn theo ba đứa con dẫn đi hết. Anh chồng bảo là khi anh gặp chị Phan Thị Bích Hồng sinh năm 1982 phải không ạ? Yeah. Nguyên quán tại Phù Cát, Bình Định. Yeah. Lúc bây giờ anh có tìm hiểu là chị Hồng này trước đây đã từng có chồng có con chưa? Lúc đó mình đi làm giờ rồi bắt đầu nghe người này kia giới thiệu là anh có hai đứa con riêng. Anh có tìm hiểu cái mối tình hoặc cái câu chuyện hoặc cuộc sống hôn nhân của chị Hồng là vợ của anh cái thời điểm bây giờ là anh đã tìm hiểu chưa?
chưa tìm hiểu. Anh có biết là chị Hồng là trước đây là đã từng có chồng rồi nhưng không biết lý do nào đó mà bỏ nhau đúng không? Dạ. Anh có biết là chính thức là chị Hồng chia sẻ với anh là lý do tại sao mà thôi chồng không? Hồi đó bà mới nói là có ông xã đi biển, ông xã gớt xuống xuống biển mất tích nên vậy. À, và là có chồng có con đúng không? Đi biển rớt xuống biển mà mất tích. Nhưng mà cái thời điểm bây giờ chị anh tìm hiểu và gặp quen với chị Hồng là mình gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở Thuận Giao. Thuận Giao Bình Dương. Đến lúc bây giờ là hai người thực sự là có muốn đến với nhau và có thương nhau không? Có. Có ha. Rồi xong mình quyết định là đến với nhau và đăng ký kết hôn, phải không ạ? Dạ. Dạ. Lúc bây giờ thời điểm này cái cuộc sống thời điểm bây giờ anh và chị Hồng gặp nhau là có khó khăn không? Về kinh tế. Lúc đầu mới gặp nhau là lúc đó khó khăn lắm. Rất khó khăn. Không có đủ tiền để lo cho mấy đứa con em đi học nữa. Ừ. Rồi sau đó thì một thời gian sau thì kinh tế ổn định không anh? Một thời gian sau kinh tế ổn định, mình có nhà, có xe, rồi nhà trọ gì cũng đầy đủ. Rồi có xích mích lại với thằng con riêng của vợ đó. Vợ ghìm trong lòng rồi làm mới kêu lừa bán hết, lặn lên nghĩa trang qua Diên Bình Dương á, mua trên đó. Rồi ra công chứng xong rồi bắt đầu á, vợ mới đưa 15 triệu cầm đó đi về quê thăm mẹ đi, nay thứ sáu rồi. Thứ hai lên chở con đi học. Thì giờ bữa thứ sáu thì chiều thứ bảy lại là ông mua nhà đó, ông có điện. Ông nói thôi chú đang ở đâu, chú lên đây liền đi, vợ chú dọn nhà đi hết rồi. Rồi em mới nói là chú nói sao chứ vợ con ở trong nhà, bắt đầu ông mới bấm cửa lên thì cái nhà trống trống hết, cứ chạy lên thì không còn gì hết. Là đi nay là một năm đúng rồi. Đúng một năm ha. Dạ. Anh cho hỏi này, trước đây là hai vợ chồng anh có ba người con chung. Dạ. Và sổ hộ khẩu đúng không? Dạ. Là chung. Dạ. Và anh có những tài sản gì anh có thể anh chia sẻ cho các cô chú anh chị mọi người hiểu rõ câu chuyện này hơn ạ? Gồm có là ở trong dự thảo là có hai cái lô đất, hai cái nhà, một cái nhà lầu, một cái dãy trọ. Rồi ở bên Khánh Bình thì có một dãy kiosk. Rồi trên bên cát thì cũng có một. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Là nghĩa trang của Diên Bình Dương á, bán hôm bán này đi lên nghĩa trang của Diên Bình Dương á, mình cắt cái biệt thự mini nhỏ đó cho con đi học và đi mình đi làm á, chiều đưa rước con được rồi ở đây giờ nó nhộn nhịp, mình lên xã cho yên. Bán gom hết lại thì vợ mới kêu chuyển khoản cho vợ, nó bắt đầu kêu về quê thăm bà già đi. Rồi ngày thứ sáu thứ hai lên thấy gì bắt đầu kêu bán xe hơi luôn. Bán xe hơi xong ở trong nhà mới mua chế thắt á, em định lấy là chế thắt em chạy về quê. Cái vợ nó thôi đi đường xa mà nắng nôi lắm, thuê cái xe 7 chỗ đi ngày có 1 triệu à. Thì lúc đó mình đâu biết là vợ tính sẵn đâu. Em mới thuê chiếc xe em đi, là trên đường cũng gọi hỏi thăm, qua ngày sau về tới quê cũng gọi hỏi thăm. Rồi biết ở dưới quê rồi là trên này điện hai chiếc xe lại. Hai chiếc xe tải, một chiếc xe 5 chỗ. Gom hết đồ đạc, hết luôn là trong nhà là chừa là đúng cái bàn thờ của ông già nó giống mấy bộ đồ thôi. Còn nhiều gom như hết. À, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là gọi là anh Du, nguyên quán ở miền Tây, theo cái lời mô tả chia sẻ của anh cách đây đúng một năm về trước. Anh về đây nhờ anh em biểu diễn Dương ghi hình và đăng tin để tìm vợ, đặc biệt là tìm ba người con, và không những như vậy mà tìm rất nhiều tài sản. Vì có thể là anh Du này nói như giải thích như này để cho mọi người dễ hiểu hơn. Anh Du là một người ở vùng quê chân chất, hiền lành, thật thà, chất phát. Trong quá trình hai người gặp nhau tại Bình Dương thì hai người là gọi là gần như bàn tay trắng. Sau đó là hai người lên vợ thành chồng, đăng ký kết hôn và có ba mặt con.
Và từ lúc đó là hai người làm ăn phát tài phát đạt. Đó, gọi là có nhiều đất, tài sản, nhà, xe hơi và nhà lầu, nhà trọ, kiosk, cái gì cũng có. Gọi là gần như là mình ông chủ rồi. Và một ngày đẹp trời là chính bà vợ, gọi là chị vợ này của anh, bày binh bố trận lên phương án kế hoạch bán toàn bộ tài sản, là kêu bàn với chồng bán toàn bộ tài sản. Mục đích chính là mua gần Hoa Viên Bình Dương, là mua một căn biệt thự để sống những ngày tháng còn lại và sống cuộc sống sung túc hơn, đó là yên ổn hơn. Nhưng đây là một kế hoạch rất hoàn hảo và chi tiết. Bà vợ đã bày binh bố trận để lừa anh trai này, lừa chồng. Nhưng vì lý do tại sao, cô chú anh chị phải hiểu này, vì lý do tại sao mà một kế hoạch này được hoàn hảo, được tốt đẹp, là vì anh Nguyễn Trọng Du này trưởng nghĩa, theo anh lời mô tả chia sẻ của anh cách đây một năm về trước, anh nói là tất cả trưởng nghĩa anh không dành. Đó, trưởng nghĩa anh không dành. Vì vậy nên từ trước đến giờ là tất cả tài sản là do vợ đứng tên và vợ nắm giữ, và có thể là tất cả các tài khoản ngân hàng. Phải không anh? Chính vì lý do như vậy, đến khi phút chót là phút 99, còn một căn nhà cuối cùng, là tất cả đồng lòng bán rồi, trồng tiền rồi, nhưng nhà chưa dọn vì chưa hết hợp đồng và chưa đến ngày dọn. Nhưng vợ bày binh bố trận đưa cho chồng 15 triệu, mục đích chính là về miền Tây để thăm cha mẹ già trong những ngày tháng còn lại. Thì anh tưởng thật và anh tin vợ, và đã nghe lời vợ và đã về thăm quê, thăm cha mẹ. Và chính vì cái cuộc hành trình của anh từ Bình Dương về miền Tây để thăm cha mẹ 15 triệu và vợ đưa lại. Sau đó anh về thăm ba mẹ vùng quê và thăm người thân, thì vợ ở đây lên phương án thuê xe du lịch và thuê xe tải chở toàn bộ đồ đạc, tài sản, những gì còn sót lại ở trong căn biệt thự và đi một cách mất tích và bí ẩn. Trong những ngày tháng vừa qua anh về đây khóc sướt mướt rất nhiều, đặc biệt là thương các con. Và không những vậy, bao nhiêu công lao của anh sinh sống và xây dựng đến giờ phút này một bỗng chốc là thành cho tàn. Rất thương. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm đủ mọi cách, phương án để tìm cứu giúp anh, đặc biệt là muốn gặp vợ anh để tìm phương án cuối cùng để giải quyết. Và các anh em đã tìm đến phút 99 rồi, định hướng cho anh là vợ anh đang ở đây. Bởi vì anh em đi tìm nhiều ngày, đến khi tìm được phương hướng là định hướng cho anh là anh đang, vợ anh đang ở đây, các con anh đang ở đây. Nhưng rất lấy làm tiếc thì chỉ một phút lơ là vợ anh phát hiện được và anh không kịp căn, không theo dõi, mà vợ và con bỏ đi trong đêm tiếp tục. Và từ ngày đấy đến giờ phút này mất tích một cách bí ẩn. Vì vậy nên đến giờ phút này cái số tài sản của anh Trọng Du này chia sẻ, số tiền là lên đến trên dưới 10 tỷ đồng, là vợ đã thâu tóm toàn bộ và ôm ba người con đi đến giờ phút này bỏ chồng. Đó, và cha mất con và con mất cha. Đó, đây là một câu chuyện thực sự mất tích bí ẩn. Hy vọng là các cô chú anh chị xem video này để hiểu rõ cái cuộc sống hôn nhân đến giờ phút này vô cùng phức tạp. Không tin vợ thì còn tin ai? Có con chung, đúng không ạ? Ba mặt con chung. Nhưng đây là vì lý do chị Hồng là vợ của anh Du là có một người con riêng. Hai người con riêng sống chung một căn nhà vì nhiều câu chuyện gọi là xích mích giữa cha dượng. Đó, nhưng mà thực sự là anh Du này theo lời chia sẻ và mọi người nhìn là cảm nhận, anh Du thực sự rất hiền, thật tình, nói chuyện không ra lời. Vì lý do như vậy nhưng mà đã bị chính người vợ của mình lên kế hoạch và chiếm toàn bộ tài sản. Đến giờ phút này anh từ miền Tây quay trở về để thăm nhà và thăm vợ. Trước khi về, vợ còn chia sẻ là mua đồ ăn sáng, đồ ăn trưa cho những ai ở trong gia đình. Đến khi anh về tó hỏa xách đồ ăn ra thì mở cửa trong không còn một cái gì, còn một cái bàn thờ và duy nhất chỉ còn mấy cái quần sọ của anh. Đó, câu chuyện thực sự thương tâm và rất đáng thương. Rồi mời anh chia sẻ hết cái câu chuyện này để cho các con anh xem được, hoặc ai đó xem được video này nếu biết được vợ anh đang ở đâu thì báo tin lại cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương. Dạ mời em. Dạ, em nói anh, hồi trước vợ chồng sống nhau là hai đứa con riêng của vợ rất là khó khăn. Thế khi mà vợ là lo được cho hai đứa đi Nhật hết rồi đó. Giờ hai đứa đang ở bên Nhật, hai đứa con riêng của vợ. Rồi có lộn vợ mới tính cái đường dẫn ba đứa con này đi. Em xin cộng đồng mạng biết
con em đâu chia sẻ giúp chỉ cho em dùng. Em rất là học à, cảm ơn cộng đồng mạng. Hôm nay em kiếm cũng một năm rồi, đến đây cũng nhờ hiệp sĩ, loại sĩ giúp dùm. Chứ giờ có đi làm cũng tư tưởng mấy đứa con không có làm nổi gì hết. Rồi giờ đúng một năm rồi. Đúng một năm trôi qua. Số tài sản của anh dự kiến, anh có thể nhắc lại cho các cô chú anh chị biết là anh tài sản của anh có những gì? Tại khu dân cư Dị Hảo là một cái nhà lầu, một cái dãy trọ, một cái chiếc xe 5 chỗ vợ cũng kêu bán luôn, một cái dãy kiosk bên Khánh Bình bán 3 tỷ cũng mới bán luôn, trên bến cát, một miếng đất trên bến cát vợ cũng bán luôn, gom hết lại là bán vừa ngày 26 tháng 8 là công chứng rồi xong. Vợ mới kêu thôi lên ngủ giấc tới chiều là lại đi về thăm bà già. Thì em nằm chút xíu là chiều em ra thuê chiếc xe đi về quê, trên đường vợ cũng điện hỏi thăm đi tới đâu qua ngày sau cũng điện. Rồi biết mình đang ở dưới quê đi trên này thu xếp điện với chiếc xe là đi tới giờ luôn á. Là dọn đồ đi mất luôn. Dạ. Yeah. Đến giờ phút này là một năm trôi qua, anh có khẳng định là vợ anh lừa anh chưa? Dạ em khẳng định. Đến giờ phút này lừa. Theo anh, thông tin anh tìm hiểu trong vòng một năm qua phải là rất đau đớn rồi. Phải là mất công, mất việc, đúng không? Mất vợ, mất con, mất tài sản. Anh tìm hiểu là anh biết những gì bí mật về vợ anh trước đây? Đây, hồi trước em đi làm đó là vợ có đăng lên trên mạng. Đăng lên trên mạng là mua mấy cái hình tượng Phật, một ông màu đen, ông màu vàng, một màu xanh á. Thì đi là đi về đi thôi, đi về nhà thì thấy nó ngồi nó dán, thì gung gì giật nó, mình nói riết bắt đầu cái thì sau này là nó theo qua tưởng nó đi. Anh tìm hiểu đến giờ phút này anh có biết là vợ anh trước đây là thực sự có phải chồng mất vì lý do đi biển hay là trước đây đã lừa một ông chồng khác theo anh? Cái đó là em ra ngoài tìm hiểu là có hai đứa con riêng, đó là hai đời chồng. Ồ, không phải một đời chồng. Hai đời chồng. Còn lý do gì anh có biết không? Tại vì em đi tới ông Hiếu là ông nội của thằng Nam. Là ngoài Phú Cát Bình Định. Ông ở ngoài Phú Cát Bình Định, em tìm đến đó, em hỏi là ông nói là không biết là hai đứa này chung. Đưa hình nhỏ gái ra, nó không biết con nhỏ này là không biết, không chỉ biết thằng Nam thôi à. Con nhỏ này là khác nữa. Chính là ông nội đúng không? Dạ. Của những đứa trẻ còn không biết những đứa trẻ là ai, đúng không? Ý như là thằng Nam là cháu nội ông, còn con nhỏ kia là con của người khác nữa. Có hay là một ông chồng khác? Dạ. Đến giờ phút này chị, anh đã tìm hiểu là vợ của anh là trước đây những đời chồng đó là vì lý do tại sao bỏ nhau không? Hoặc mất tích không? Em không biết. Đến giờ phút này mình chưa tìm hiểu được, đúng không? Yeah. Rất lấy làm tiếc là đây là một người đàn ông thực sự là rất thật thà, chất phát, đã bị một người phụ nữ lừa, một cú động lừa ngoan mục mà đau đớn. Hy vọng là chị Hồng xem video này thì hãy quay lại để cùng trò chuyện với anh một lần và có thể trả lại anh bớt một số tài sản. Bởi vì anh thực sự là có rất nhiều công lao trong thời gian vừa qua gây dựng để làm đến số tài sản đó. Số tài sản là trên dưới 10 tỷ đồng. Đó. Nhưng mà không ngờ chị đã lừa một cách phải là vô cùng đau đớn tình người. Cát bụi sẽ trở về cát bụi. Đó, con người ta chỉ tình người với tình người thì mới mãi mãi và lâu dài. Đến giờ phút này nếu thực sự số tiền còn thì chị cũng phải liên hệ lại để trả lại anh bớt một phần nào đó. Bởi vợ chồng, đó, của chồng công vợ có con chung, đăng ký kết hôn, đến với nhau từ khi không có gì. Đến giờ phút này tay trong tay trên dưới 10 tỷ đồng. Mà chị làm một cách như thế này, thực sự các con của chị sau này sẽ coi thường chị. Bởi chị hiện nay đã lừa đảo cả chính người chồng của mình. Và thậm chí các con của chị hiện nay còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bé gái hiện nay nhỏ nhất là khi mà chị lừa chồng ôm tài sản đi là còn đang ngã ngửa và đang phải ôm vào ấm, mà đến giờ phút này to bằng này rồi. Đó, chị đang đăng hình trên mạng. Hy vọng là các con của anh, các con chị Hồng xem video này hãy tìm cách liên hệ cho các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 7858 58. Các chú sẽ tìm cách để khuyên răn mẹ con, hoặc có thể cho con gặp ba con một lần trong đời.
tránh tình trạng sau này các con lớn lên trưởng thành các con không biết mặt cha con cả là ai. Bởi vì hiện nay là cha con hiện nay vô cùng đau đớn vì mất các con, đi tìm các con trong vô vọng trên dưới một năm qua rồi, tiền bạc mất hết. Trước đây một người đàn ông rất phong độ là một ông chủ, nhưng đến giờ phút này gần như thân tàn ma giả, ốm nhắc, trước đây rất mập mạp, đến giờ phút này có thể là mất tới mười mấy ký rồi trong vòng một năm qua, suy sụp hoàn toàn, mất lòng tin vì tình người, mất lòng tin về vợ, về con đó. Thế cho nên vì vậy cho nên là đôi khi là vợ chồng cũng chưa chắc, sống với nhau đăng ký kết hôn mà có con chung rồi, từ cái khổ đến giờ phút này còn chưa chắc. Vì vậy các cô chú anh chị, nếu ai đó quen ai trên mạng, hãy cảnh giác, cảnh tỉnh, tránh tình trạng lại bị lừa một cách đau đớn, ngoạn mục giống như thế này. Đây là một câu chuyện thực sự trong thời gian vừa qua, đây có thể lên phóng sự. Một cái câu chuyện thực sự đau đớn, anh đã kể tiểu sử về cái cuộc hành trình từ lúc khổ nhất, cơm có ăn, đến giờ phút này nhà lầu xe hơi. Thế còn cái câu chuyện mà anh em hiệp sĩ Bình Dương thắc mắc và rất nhiều cô chú anh chị thắc mắc, tại sao có nhà có xe mà phải bán? Vì lý do là nghe theo lời vợ, và vợ lắm tài khoản, và anh nói thẳng là anh không giữ chữ nghĩa, anh không dành. Vợ thì dành dọt về chữ nghĩa, đứng tên tất cả các loại tài khoản. Còn riêng một chiếc xe, tại sao bán chiếc xe 4 chỗ? Là vợ bày binh bố trận là bán chiếc xe Vios, mục đích chính là hơi chật hẹp để mua chiếc xe 7 chỗ là có thể Toyota, đó Fortuner, là xe đó sẽ xe rộng hơn, là xe đình gia đình 5-7 người đi thoải mái hơn. Vì vậy anh tưởng thật, anh tưởng rằng vợ bàn gọi của chồng không vợ thỏa thuận bàn bạc, ai ngờ bán xong vợ cầm tiền và đi luôn ngay lập tức đó. Thế nên không ai hiểu được câu chuyện thực sự đau đớn đến giờ phút này. Anh em hiệp sĩ Bình Dương nghe được câu chuyện là thực sự rất nghẹn lòng. Hy vọng là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, đặc biệt là tỉnh Bình Dương, nếu ai biết được thông tin chính thức chị Hồng hoặc các con chị Hồng đang ở đâu, thì âm thầm báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em hoàn toàn giữ bí mật tất cả thông tin cá nhân các cô chú anh chị đã cung cấp. Nếu ai không gọi điện được hoặc vì lý do nào đó, thì anh nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc qua số điện thoại 0913 785858, không cần kết bạn. Báo tin tôi biết chị Hồng, tôi biết các con chị Hồng đang ở đây. Đó, hoàn toàn là các anh em giữ bí mật, không công khai số điện thoại hoặc danh tính những người báo tin. Đó, mục đích chính là anh em muốn giải quyết câu chuyện này. Đây là tình người và tình người. Bởi vì câu chuyện này không được giải quyết thì trong thời gian tới có thể là rất nhiều cặp vợ chồng mất lòng tin về nhau. Vì đây là câu chuyện thực sự là danh chính ngôn thuận, vợ chồng đăng ký kết hôn, có con chung, sống chung, hòa thuận. Đó, không có gì khác, không có vấn đề gì mà hoàn toàn đến giờ phút này chồng phải về đây báo tin, nhờ anh em để Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Đặc biệt là vợ đã lừa chồng một cú lừa 5-7 căn nhà, biệt thự, nhà lầu, xe hơi, nhà trọ, kiosk, xe 4 bánh, SH. Giờ phút này anh quay về còn đúng bàn thờ của ông già để lại, và còn 2-3 chiếc quần sọc, dù rằng trước đây mình là một ông chủ. Câu chuyện này gây cho con là rất nhiều tranh cãi, bức xúc trên cộng đồng mạng. Hy vọng là chị Hồng xem được video này, mình hãy thương chồng mình, hoặc có tình nghĩa, tình cảm, hãy trả bớt anh một số tiền nào đó hoặc một phần còn lại để anh sống những quãng đời còn lại, nếu thực sự chị không thương anh nữa. Câu chuyện này thực sự là anh em nghe rất bức xúc. Chị cầm những số tiền này chắc chắn là trong thời gian vừa qua, một năm qua, em khẳng định với chị Hồng là chị sống và chị ăn không được ngon lành đâu. Và chị đi đâu chắc chắn phải bịt mặt, chị không dám ra đường ăn sáng uống cà phê, vì chắc chắn khuôn mặt của chị như thế này, ra đường ai cũng nhận diện được chị Hồng là ai, quê nguyên quán Phù Cát, Bình Định. Đã từng, trước đây có từng hai đời chồng, hai đứa con riêng, đến giờ phút này ba người con chung với anh Du là nguyên quán miền Tây. Đến giờ phút này chị lừa của anh trên dưới 10 tỷ đồng. Đó, chắc chắn các con chị xem được video này, các con chị rất hận, sau này rất hận chị. Dù rằng chị thương các con, nhưng mà các con chị rất hận chị, vì chính bản thân chị đã lừa các con chị. Đến giờ phút này chị chia đàn sẻ nghé, tách rời cái tình mẫu tử, tình cha con trong hơn một năm qua. Ba người con chị hiện nay chưa biết mặt cha là ai, đúng không ạ? Đây là anh Trần Đại Du. Đó, sinh năm 1981, nguyên quán tại miền Tây. Hy vọng là ba đứa trẻ này xem được video này, hãy thương cha mình, tìm cách liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương. Hoặc vì lý do nào đó mà không về được thì nhờ ai đó nhắn tin cho các chú để các chú báo tin, hoặc các chú giúp con gặp lại ba con một lần trong đời duy nhất. Chứ nếu không, sau này con có thể không gặp được ba con.
vì một ngày nào đó ba có thể là vì lý do nào đó không tồn tại được trên trái đất này, thì các con sẽ vĩnh viễn mất và mất hình ảnh một thần tượng, một người cha. Đấy, đây là một người cha và đó là rất cặm cụi trong những năm và tháng vừa qua. Anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình lần này lần thứ ba, nhắc lại lần thứ ba và biết được thông tin chính thức chị Hồng đang ở đâu. Và anh em không muốn can thiệp sâu vào đời tư, riêng tư và cuộc sống. Anh em bày binh bố trận và cho anh Du để liên hệ và gặp chị Hồng để cùng nói chuyện với nhau các đứa con. Nhưng vì một lý do một phút lơ là, anh Du ngủ trong xe. Đó. Và nửa đêm 12 giờ đêm, chị Hồng cùng ba đứa con lên xe và chạy trốn luôn trong đêm. Vì vậy 5-6 tháng vừa qua, anh em hiệp sĩ Bình Dương hoàn toàn mất thông tin và anh Du mất thông tin hoàn toàn các đứa con của chị. Đó. Chứ không phải anh em không tìm được, mà tìm được rồi. Nhưng anh em không muốn để cho anh một cơ hội và để cho vợ anh một cơ hội. Không muốn quay phim ghi hình. Đó. Nhưng đến giờ phút này là anh lơ là, sơ sảnh mà vợ chạy trong đêm luôn, mất tích. Đó. Hy vọng là các cô, các chú, anh chị, nếu ai xem được video này, đặc biệt khu vực Bình Dương, Bình Phước, nếu ai biết chính thức chị Hồng đang ở đâu, thì liên hệ báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương. Đây là anh Du đã lên một cái mức giá. Nếu ai biết được thông tin, báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, anh em xác nhận, anh Du sẽ tặng một phần thưởng trị giá 20 triệu đổ lên. Đó, thưởng lắm cho trường hợp đó. Chỉ cần chụp hình, gửi hình và thả vị trí, anh em sẽ trực tiếp và xác nhận và báo cho anh Du. Anh Du sẽ là người trực tiếp trao thưởng, phần thưởng lắm, ít nhất là 20 triệu trở lên, có thể đến hàng trăm triệu. Dù rằng anh Du hiện nay là thân tàn ma dại, không có tiền, nhưng khả năng của anh Du vẫn có thể mượn được bạn bè về uy tín của anh, về danh dự, về uy tín. Và anh là một người rất thật thà. Đó. Anh còn điều nào muốn chia sẻ tâm sự trên câu chuyện này không? Muốn điều nào anh muốn nhắn gửi trên video này để hy vọng chị Hồng là vợ anh hoặc các con của anh xem được? Em nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp giùm em cho gặp lại mấy đứa con của em. Tìm hôm nay là một năm mà. Còn riêng nhà vợ, thí dụ bây giờ có sống với ai giờ cũng được. Về ra giờ làm rõ ràng ra rồi cho biết con cái nó đang ở đâu. Thế bây giờ sống thì cũng buông ra, cứ đi tìm gì hoài, biết tìm sao giờ. Giờ thí dụ vợ vợ có đi, con nó cũng đâu có đi thoải mái được. Trốn tránh làm gì, thì ra cho làm cho nó rõ ràng đi, rồi ai muốn làm gì làm, ai muốn ở ai ở. Rồi mấy đứa con nó theo ai nó theo. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp mình em. Đến giờ phút này thực sự rất mệt mỏi em. Yeah. Các anh em thì sẽ mình ghi nhận ngày hôm nay và cách đây một năm về trước, anh có thể là xuống sắc, xuống sức và xuống tinh thần trầm trọng, đúng không? Yeah. Trước đây thân hình thì rất mập mạp, to khỏe. Đó, nhưng đến giờ phút này cũng không còn gì cả, còn muốn cái quần sọt đâu. 70 kg mà còn có 52 kg. 70 kg còn 52 kg thì mất 18 kg, mất con, mất tài sản, mất tiền, mất tình, mất lòng, gọi là mất lòng tin, đúng không ạ? Trước đây cái ngày anh về báo tin anh em hiệp sĩ Bình Dương là thực sự anh rất nhìn rất to, phong độ. Đến giờ phút này thì anh còn ốm hơn em nữa, đúng không? Yeah. Rồi, cái câu chuyện này đăng lên này cũng mục đích chính là nhờ các cô chú anh chị chia sẻ để các anh em hiệp sĩ Bình Dương lắm mắt và biết được thông tin chính thức của chị Hồng hoặc các con chị Hồng đang ở đâu. Và đây cũng là một bài học dành cho tất cả anh trai, các chị gái có thương chồng, có yêu chồng, đến mức độ nào chi chăng nữa cũng phải dành riêng cho mình một hai phần nào đó để mình nghi ngờ, hoặc mình cất bớt, hoặc mình dành dùm lại. Không may xa cơ lỡ bước, hoặc không may vợ mình đẩy mình đến một bước đường cùng, mình còn cơ hội. Nếu không, đến giờ phút này đúng còn một cái liền. Đó. Bây giờ anh có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ các thông tin của anh lên tìm vợ anh là chị Hồng và các con của anh không? Yeah. Đồng ý ha. Yeah. Rồi, cuối video này em thực sự không biết nói gì hơn cả. Cái câu chuyện của anh thì anh là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt trên mạng TikTok. Trong thời gian vừa qua phải là nhiều triệu người đã quan tâm và đã theo dõi biết cái câu chuyện này. Rất lấy là tiếp được là chưa có cuộc gặp để trò chuyện với vợ anh và với con anh. Hy vọng là cuộc gặp tới sẽ trực tiếp anh em được xin Bình Dương ghi hình và nói chuyện với vợ anh và các con anh. Anh nhé. Rồi, hy vọng là anh trong tháng những ngày này thì anh hãy tìm một cái công việc nào đó ổn định. Thôi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đây là số phận, còn số phận ăn bài. Không may là mình tin người, đúng không ạ? Mình bị vợ lừa thì không tránh được. Bởi vợ lừa mà. Em xin cảm ơn đội sĩ. Đây là anh em rất tận tình ghi hình để giúp anh, rất nhiệt tình, chu đáo. Hy vọng là trong những ngày tới anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ gặp được chị Hồng. Hy vọng là chị Hồng ở đâu đó thì hãy xuất đầu lộ diện. Bây giờ chị đi ăn sáng uống cà phê chắc chắn bịt khẩu trang, bịt mặt này khó coi lắm.
thực sự như vậy. Tình người mình đừng lỡ lòng nào đi lừa một người chồng mình. Chị người lừa này là chính sau này các con chị lại lừa chị là thả chị ra đường. Đó. Đây là một bài học dành cho anh, dành cho các anh trai, các chị gái thương yêu ai đó đăng ký kết hôn có con chung, nhưng hãy giấu đi nha. Hãy giấu đi 20% còn lại để hy vọng một ngày nào đó vợ mình hoặc chồng mình lừa mình, mình còn cơ hội để cứu vãn những ngày tháng còn lại không suy sụp. Đó. Cuối video cho phép công trần, xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin chân thành cảm ơn các cô chú chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương một ngày một lan tỏa nhiều hơn nữa để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp những hoàn cảnh vô cùng khó khăn không may gặp phải. Công trần xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú chị mặt trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.